we sail a little bit higher. Hân hoan gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên, xin mời tất cả các bác anh chị mình nhớ đồng hành tham gia tham dự và ủng hộ đầu tư mỗi người một tờ vé trên tay là 10.000 đồng và tặng phẩm quen thuộc là một con gấu bông to tương đương trị giá là 500.000 đồng. Và bây giờ vòng loại đầu tiên tất cả những đại chúng tôi đang được phục vụ chào đón tất cả quý vị ngay từ bây giờ. Khán giả ơi, ai đã có mặt ngay từ bây giờ chúng ta nhớ nha, mỗi người đầu tư cho mình một tờ lá vé để chúng ta thử vận may của mình. Ai có nhu cầu mua vé giơ cao cánh tay lên, tất cả những người đại chúng tôi sẽ được gạo tận nơi tận chỗ chào mời tất cả các bác anh chị mình với những tờ lá vé cầm trên tay ngay từ bây giờ ạ. Và đêm nay chúng ta sẽ được nhận qua tặng phẩm rất là quen thuộc của đoàn, và bên cạnh đó chúng ta có hai vòng loại đặc biệt song song là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 của Samsung được gửi đến tất cả các bác anh chị mình nhé. Và ngay từ bây giờ xin mời khán giả mình nhớ ai đã có mặt vòng loại này, chúng ta nhớ đồng hành tham gia tham dự để chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay ngay từ bây giờ luôn nhá. 10.000 đồng cho tờ lá vé anh chị. Rồi Vy ơi, qua đây đi Vy. Dạ, mỗi người một vé là một cơ may anh chị. Rồi em thấy rồi, đợi em tí xíu nha. Đây hương quà bán ở trên khúc này nè, bán xong bên đây rồi qua bên kia luôn. Rồi cảm ơn chị. Khán giả ơi, chúng ta đã cầm vé trên tay rồi, chúng ta nhớ đánh nhanh cú gọi, chúng ta nhớ kiểm tra lại vé. Ba con số là thiếu và năm con số là dư và bốn con số hàng ngang là được hợp lề. Và cứ luôn số vào, khán giả mình nhớ tranh thủ thời gian đổi vé ngay là từ lúc mà chúng ta đang ủng hộ để khỏi mất quyền lợi chúng ta trong thời gian chúng ta dò số. Và bây giờ dòng loại đầu tiên, Quyền xin được kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn. Mấy cái gì à Nhi ơi, Nhi đây nè, chơi tay quá trời em ơi. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra cái này, mấy gì đây, mấy gì ra. Năm xưa bên mái nhà tranh đón giao thừa đợi sơ nga, vừa mất tiền quê nghe hạnh phúc vô bờ. Sao giờ đây con ta lớn tuổi rồi, con đón giao thừa mà lòng thấy đơn côi. Xuân ơi, xuân đến rồi đi mang cho đời tuổi mới. Sao mẹ tôi ra đi mãi không về, thôi thì xuân tinh hay trả tôi về. Tôi thơ năm nào còn có mẹ bên tôi, chỉ có bên mẹ đời là dạng niềm vui, chỉ có bên mẹ đời là dạng bài ca ba che chót hương quả hết vé. Ai mua vé dòng loại đầu tiên ma rất bốc ra ủng hộ 10k. Mấy chị đà Thảo Nhi còn một vé cuối tay. Rồi Giả Vi còn hai ba vé cuối tay luôn, hôn cơn. Mấy chị đà, mấy chị đà, mấy chị đà, mấy chị đây à. Mấy chị đà, mấy chị đà, mấy chị đà, mấy chị đà, mấy chị đà. Tay mấy em à. Rồi Thảo ơi, tên lưng em thì Thảo. Đó, cảm ơn em. Mấy chị đà, mấy chị đà. Mẹ ơi, con lo sợ một mãi khi con mất mẹ. Mùa du lan về, hoa hồng không cài trên áo. Hoa kia giấu ta, rồi mai hoa này sẽ nở. Nếu mẹ mất rồi, muôn thuở biết tìm đâu ra. Bà che chó, rồi luôn đi. Máy còn vé cuối tay ủng hộ cho Luna luôn kìa. Quầy tia bôi BNB Cường ơi Cường, em gái đang chia tay rồi, cảm ơn em. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây. Mấy gì ra, 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 mấy gì ra. Mấy gì ra, em hồi ấy con bao giờ con không khiến ngừng trôi. Anh trả lời em rằng một ngày nắng càng không sẽ khang khô. Anh hỏi em có bao giờ anh hỏi không còn yêu. Nhã Vi còn một vé cuối tay dò luôn anh chị, một vé chót dò luôn. Mấy gì ra, mấy gì ra cái này, mấy gì ra. Dạ bây giờ còn một vé cuối tay cho tay người đẹp học Nhã Vi.
vé cuối tay luôn anh chị. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn trong loại đầu tiên nha. Câu chuyện này thì mời cô bác cô bé còn này cứ trở lại đây. Trở lại đây cứ trở lại đây nghe chưa số tôi đã có mấy. Câu chuyện này bà muốn sao làm rồi. Mau tiên chẳng lo tu hành. Quay phá chân lành. Chùa xót cố tao lầm than. Lòng ta chán mát. Tại vì dương quay. Rồi đây ăn muốn lời nào thà. Con số ba, con số ba, con số ba. Con số ba, con số ba, con số ba. Số đầu tiên con số ba cái năm về đây. Năm về ra, về đi em đừng ngủ dây dưa. Về ra coi vàng mướn ra hoa. Má ơi, lấy thang cho bầu thăm thương buồn. Người ta đi về biết nơi xa. Vì tương lai hạnh phúc xa hoa. Chớ sao em còn nhớ thương anh cái năm 12. Năm 10 hứa năm 12. Năm 12. Năm 12 cái năm 12 xuống gì ra xuống gì đây. À ơi con em đang chạy xuôi. Theo con thuyền trắng đi. Nghe những bờ áo ai ngỡ nghe câu hò. Hò sông ăn cá diện sông ăn cá diện ăn cá con 18 con 18 cái con 18 con 18 con 18 cái con 18 số gì đây con số gì đây số gì ra số gì đây con số gì đây số gì đây số gì đây chiều qua cánh đồng sao ai thương ai nhớ về Cà Mau đầm rơi u minh. Ai thương ai trên sông dài mà đợi ai. 32 32 32 32 mấy gì đây mấy gì đây. Con số gì ra tờ ra là ra con mấy. Con số gì ra con số số gì ra. Ai sẽ được kinh đề chưa đời con số mấy. Nếu chúng là trò chơi mà không chúng là trò chơi. Số 1 ơi con số 1. Con số 1 con số một con số một con người gì đây người gì ra người gì đây người gì ra tấm lều lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi tấm lều lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi tấm lều lý tưởng đó ta sẽ bằng duyên bằng tình không ai mà yêu bằng mình khi ta đến mình một đàn con sinh con 19 con 19 con 19 con vì cứ số gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây lời yêu đã ra cứ cho sự những ngày mây trời bao nhiêu dẫn nơi đâu cả những xa gió chẳng gọi về giờ xa xôi mù rơi tình tôi yêu thương ngàn sao như những mơ ban đầu chỉ tình cảm còn 60 còn 60 còn 80 còn 80 còn 80 tuổi gì đây cái là hai gì đây hai chị ca má của em biết cuồng mà biết bán biết độ bánh can biết can cái bánh tèo da cạnh em đẹp lên thứ đầu bạc năm 25 25 25 yeah 25 50 lai 50 lai là 25 số gì đây. Ba gì đa, cái này ba gì đa, cái này ba gì đa, cái này ba gì đa, chân chân từ giả, xuống cõi âm tì, khi nghe vắng qua, ra ánh trên trần, bằng cái đôi chân cắt lưỡi, chia làm hai khúc, trời ơi quan nghiệp ai gây phát tạp lên mạng này, quá thiêu bích dân cung, phải khai gò càng tận tình, cái này 39, 39, cái này 39, 39, 39, 39, 39, 39, tôi đã còn ngay. Số tiền đầy, số tiền đầy. Cấp chết, nằm nhái mồ côi. Bấy đầu mình nhiều, nó đều mà đúng rồi. Nhái lắc đầu mà hổng ưng. Con ớt ngồi ở sau lưng. Nó kêu là kêu cái quạt quạt. Biểu ưng, cái ưng cho đành. Bầu chờ ai, chờ ai.
đành thôi. 41 ơi, 41, 41 là 41. 41, tôi chưa có ai. Nhau yêu tình quá cái hồi là quá xuống. Thì ra con xuống gì đây, xuống gì đây. Người nói đầu môi, anh lên chống lưới đầu môi. Ở xa đây thôi, sợ anh ra với người ơi. Vì sao tình tôi chuyển thành bên anh đã lâu. Vì sao anh thì không hiểu vì sao. 46, 46 là tầm ghé cờ hơn. Xích lô tình yêu chương. Và ngay từ bây giờ 46, vòng loại đầu tiên đã tìm ra được chủ nhân may mắn nha. Em xin mời khán giả nào đọc dạy cho ta mạnh dạng rồi mời chị bước lên sân khấu giùm em à. Và cái vòng loại đầu tiên là 3 con số 9, hợp lệ. Con số vừa kêu 46. Dạ có nhiêu chương chị? 32. Dạ có nhiêu chương đường? 18. Dạ có tâm công miếu? Số 3. Dạ lụm lúa. Và vòng loại đầu tiên đã tìm ra được chủ nhân may mắn. Em xin thưa là còn khán giả nào đọc dạy nữa không à? Còn anh chị khán giả nào may mắn đọc dạy nữa chúng ta khẩn trương bước lên sân khấu nha. Và bằng không chúng tôi sẽ được bạn phép trao tặng phẩm ở bên ngoài và bỏ banh vô lòng cầu khán giả mình đem lên không thể nào giải quyết được nhá. Và bây giờ dòng loại này chúng ta sẽ được nhận qua đó là một phần gỗ bông to và một phần nước của nhà tài trợ T-Boy. Em ơi em lấy cái phiếu nước này qua bên chỗ trà Thái kênh dừa 23k đó, mình đưa cái thẻ mình lấy một ly nước miễn phí nha. Rồi ai có khát nước thì qua đây ủng hộ các quầy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Và đêm nay rất là nhiều chương trình ca nhạc, rất là nhiều ca khúc được làm bằng tất cả quý vị. Và bên cạnh đó chúng ta có hai vòng loại đặc biệt song song nha. Vòng loại mệnh giá là 20.000 đồng chúng ta nhận qua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Và vòng loại tiếp theo vẫn là 10.000 đồng như thường lệ. Chúng ta sẽ chọn qua đó là một con gấu to tương đương trị giá là 500.000 đồng. Một món quà được gửi đến tất cả các bác anh chị mình trong những lần mà khán giả mình đã đến ủng hộ cho đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Cụi ơi có bọc không? Rồi, tăng cường bọc tặng nha. Rồi, quả bán cho con gái nè. Đó, rồi từ từ nha. Rồi anh ba chị ba nào có nhu cầu mua vé mạnh dạn giơ cao tay lên. Và một vé là một cơ may, một vé là một niềm hy vọng. Và không đi hội chợ thì thôi, mà có đi hội chợ thì nhớ lâu hoài về. Đánh nhanh rút gọn qua từng vòng loại đầu tiên để cho khán giả mình sẽ có nhiều vòng loại và nhiều cơ may. Để một lát nữa khán giả mình đánh đầy đủ hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng loại đặc biệt. Và ngay từ bây giờ, ai chưa có vé ủng hộ và có vé rồi, bắt đầu chuẩn bị dò số. Mấy gì đây? Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây? Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây? Chiều nay đi ra bờ sông nghe ngóng thấy có buồn buồn ai cười buồn 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 tình sao ta mai này về chốn xa ngày xưa khi còn con gái nhớ được cùng bên người. Một che đà, rồi hứa quả hết vé, ai còn vé tăng cường luôn em ơi. Vậy thì ra mấy chị anh lên đi, còn ai mua vé giơ tay giùm em à. Mấy chị ra đây là mấy chị, mấy vé em. Quả quả, áo xanh ghế bên là quả. Thảo Nhi, lên trên nè cưng. Rồi giơ tay giùm em anh chị ơi. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị đây. Mấy chị ra cái này mấy chị ra mấy chị ra mấy chị đây. Mấy chị ra cái này mấy chị ra mấy chị ra mấy chị đây. Rồi luôn đi còn hai ba vé cuối tay nha anh chị. Đó, vé cuối cùng là vé sửa chiều mai. Giơ cao tay lên chúng ta sẽ có những món quà cầm trên tay vòng loại này liền luôn à. Mấy chị ra mấy chị ra mấy chị đây. Mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra mấy chị đây. Xe xe quá đưa anh về hướng ngang là đồng xe tan tìm một anh sang ngục tối đau thương đọc nằm đến trường kéo bạc cho em ngục tối đau thương cung đàn chỉ còn đau lòng đớn đau từ kỷ niệm đầy vơi bên mình mưa hả anh chị có mưa không anh chị không không sao em. Rồi rồi cảm ơn em nha. Còn ai nữa giơ tay giùm em luôn anh chị. Rồi trong lần này xin mời tất cả quý vị có vé trên tay tập trung hình sáng bắt đầu chuẩn bị dò số. Số gì đây? Mấy gì đi ba gì ra ba gì đi ba gì ra một trái tim khô một trái tim mùa đông trái tim đã nhiều lần trải trốn tình yêu suốt đời em. Sao nên đành nộm trò một mối tình đành cam 38 38 38
Bà 18 cái đó bà 18 số, đầu tiên cái đó bà 18 hai gì ra cái đó hai gì đây. An Giang có Long Xuyên mặn mà. Sao chị? Ai đi Châu Đông dơ ghé qua dĩa bà. Về tình biên nhớ thương em Hà Tiên. Chiều trên trầm thương xanh áo đâm em dịu hiền. Hôm đó ơi nhắn hai đôi câu. Người em chợ mới Tân Châu, có thương tin đợi chờ. Nếu có về quê đất miền Tây, nhớ thương em nhiều. Người em tôi núi Tam Hải 18, 28, 28, 28 mấy gì đây, mấy gì đây, năm gì đây, năm gì đây, chứ đi đâu mà dội chứ mà vàng, mà dắt cục đá mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây, sân khấu tổ tố lô tô anh tin mời. Cầu ơi, chiếc cầu ơi cho anh mà theo cùng, nếu thu mà em chịu vinh hòa mà anh ham. Năm 18, năm 18, năm 18, năm 18, năm 18 cho năm 18 số gì đây, cái số gì đây, số gì ra, cái số gì ra, số gì ra, số gì đây, cái số gì đây, số gì đây. Anh ơi, mấy anh ơi, đứng ra dặn kéo bạc lại giùm ở dưới 15 mấy anh ơi. Số gì đây, cái số gì đây, số gì ra. Tướng lắm tứ dược, tướng cô ba thân là bến tre. Bến tre dòng cho mó cài, tiền đâu dẫn níu ba chi. Nhớ thương người ta, sao không về đây ghé thăm cái người này. 37, 37 cái 37, 37, 37 của 37, 37 của 37 số là con mây. Số gì đây, số gì đây, nàng chơi cha chắc cho ta cái buồn ngơ si tình. Để chung thương với ta quân nước không nơi mùa trùng. Hôm nay ta sao cuối mặt, đành chia tay đớn đau. Nhìn nghĩ hoàn phúc mà tìm nghe nỗi đau. Dù có tim có yêu thương cũng bị sâu trong lòng. Phần số ra để chia đôi bóng qua công hiệu quả. Tình dưỡng đời thời xưa trước sau ta gặp nhau. Còn số sao? Còn số sao thì còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số gì đi xuống gì ra? Này người yêu hãy anh nằm bờ quan trong trái tim này. Nằm bờ quan suốt cuộc đời. Nằm bờ quan dấu khăn đã mòn và dù sao đi nữa anh vẫn nằm bờ quan. Da 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 da. Còn số ba, 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 số gì ra, số gì ra, số gì đây. Đi đưa đừng mà phòng cô dâu mà làm khi mà mình u mình nằm mũi cắn mắt khóc đến là ông sực mà phòng con dâu là lòng tôi kêu lo to. 21, 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
lên về thăm lòng kinh la. Mời thầy chị ca cô bạch kiểm phương hai cái chân lên xe. Con số tư, con số bốn, con số tư, con số bốn, con số tư, số gì đi mấy gì đi mấy gì đi, chưa yên bán đi ú áo, số tên nội nhìn gần cao, xa trường thiên hôm nay, cách xa thuyền cùng thăm, năm mươi lăm, năm mươi lăm, còn năm mươi lăm, năm mươi lăm, có ai đợi chưa, có ai chờ chưa? Mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây? Biết rồi, nhớ đồ trăng tròn. Lên nhau dưới biển mà lên non ở vẫn tiêu. Thương nhau thì mắm mới buồn đâu cũng nên duyên. Con số mười, số gì nà, tôi gì nà, tôi gì nà, tôi vô mầm quá, tôi ghé dính hưng, tôi hoa cao lắm.
đâu đâu cũng có. Bao công trình dựng Sài Gòn số 7, còn 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 số 7, số gì đây cây số gì đây số gì ra. Nằm gì đây cái nằm gì đây nằm gì đây cái nằm gì đây nằm gì đây. Phụ nữ ngày nay đêm ngày mà tâm nghĩ phải lo thực hiện kế hoạch cho chú con, kế hoạch sinh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe trẻ trẻ mà cho ngoan. Việc nước lo con việc nhà mà cũng tốt. Năm 11, năm 11 là chiếc lá cờ hờn tức lô xin dựng chân. Và ngay từ bây giờ 51 đã có chủ nhân may mắn nha. Em xin mời khán giả nào đọc dài chúng ta khẩn trương mạnh dạn bước lên sân khấu ạ. Tiếp tục ủng hộ cho dòng lệ mới, giá tiền vẫn là 10.000 đồng. Rồi, xin được nhắc lại anh chị ơi, chúng ta muốn ủng hộ cái chiếc ghế để chúng ta ngồi xuống đỡ có mỏi chân á. Em thấy xa xa bên góc trái nè, đó, ngay chỗ ngay chân chỗ hai cái cây mà chia chia lên nè. Đó, ở bên đó có một cái quầy cho thuê và một cái ghế chỉ có 5.000 đồng thôi. Để chúng tôi sẽ được lấy lại bù chi và tăng cường thêm sự hào hùng cũng như là tăng cường thêm nhiều chiếc ghế nữa cho tất cả mọi người đến đây đều có một chỗ ngồi thật là thoải mái nhá. 1309 tức là vẽ màu xanh. Hợp lệ 51. Dạ có 1. 38. Dạ có 2. Số 10. Có 3. Số 7. Dạ có tư quý. Và trong loại này đã có chủ nhân may mắn nhá. Còn một chủ nhân nữa nha. Con đứng sát đi cho cô. Ký hiệu là 1346. 51. Như chân chị. Số 7. Nghĩa tiếng đường. Số 10. Tắc tông miếu. Phần tài thổ địa. Phần tài thổ địa, địa nhỏ hay địa lớn? Địa nhỏ. 38 đúng. Trời ơi, ta nói đưa vô đây là y chang luôn. Ta nói từ 00 đến 99 con nào bà cũng biết. Rồi bây giờ trước mắt mà chúng ta nhận qua đó là hai con Pikachu và một phần nước của nhà tài trợ Chi Boy nha. Chị ơi, con xích là chú cụi rồi nhận con số. Ai quay số lớn nhất chúng ta sẽ nhận qua phần quà lớn nhất nha. Rồi số mấy? 29 con lương. 56. Rồi cảm ơn chị nha. Con bỏ gấu nhỏ xuống con nhận gấu lớn giúp cho cô. Và bây giờ dòng loại này chúng ta đã tìm ra được chủ nhân may mắn nha. Hãy cùng tham gia tham dự vì chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay ngay từ bây giờ. Và mỗi người một vé. Một vé là một cơ may. Một vé là một niềm hy vọng. Và tham gia tham dự chúng ta sẽ có nhiều món quà cầm trên tay ngay từ bây giờ. Và mỗi vòng loại đánh danh rút gọn ngay từ bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu dò số liền. Và dòng loại sau chúng ta sẽ được đến với chương trình ca nhạc đặc biệt của chủ đề audition tối đêm nay. Rồi anh chị ơi, ai đi sau đến một kịp lúc ngay từ bây giờ chúng ta nhớ nha. Đầu tư mỗi người một vé, hai vé cũng được. Hai vé thì chúng ta sẽ có thêm hai cơ may để chúng ta dành cho mình phần quà rất là dễ thương của đoàn. Là một con gấu thật là quen thuộc, tôi đưa trị giá là 500.000 đồng nha. Và ai mua vé trước chúng ta có cơ hội thời gian nhiều quá, chúng ta kiểm tra lại lưu mời như thế nào đó, chúng ta đổi ngay nhân viên bán vé để không thiệt thòi mất quyền lợi cho chúng ta trong thời gian chúng ta dò số. Và bây giờ em xin mời tất cả quý vị, ai có vé trên tay dò số cho mọi người ạ. Và khán giả ơi, những tờ lá vé mà khán giả mình ủng hộ đó, chúng ta không có đọc giải, chúng ta đừng có xé. Chúng ta quay lại mặt sau, chúng ta ghi họ và tên và cộng kèm qua số điện thoại để dòng loại sau cùng chúng ta sẽ được bốc ra một lá thăm may mắn nha. Trao tặng cho khán giả mình phần quà của đoàn. Ai còn vé ta còn dư quả nè, cầu ơi cầu. Chị Thanh ơi, lên trên nè chị. Ai còn vé ta còn cho hư quả. Kệ ở dưới kìa. Mày gì ra đây. Cổ đưa vé, còn có vé không? Cường hết vé, Vi còn không Vi? Vi hết luôn. Nè, hết vé chưa? Chị Thanh vui á, chị Thanh vui. Lại chị Thanh lấy vé lẹ lên. Mấy gì ra đêm dài nghe tiếng dòng cổ buồn. Nước nơi vẫn trắng khuya cung đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gọi nhìn sông lan ai quán cũng tơ lòng. Như tiếng lòng chim quyên nắng đón gió thu về. Anh giờ xa xứ ở nơi nào. Bó lại vẫn trắng trên chiếc cầu tre năm ấy. Bó lại dòng sông xưa hai lứa vẫn hẹn hò. Bó lại vẫn chẳng lo em tính đón anh về. Họ ơi, chính nhắn sông tù xa vé. Mình nên em đứng đợi anh về. Còn thương còn nhớ bóng con đò. Điều yêu như khúc hát chờ ai hai vé chót lẻ tay lên. Mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây.
cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã gánh con đến trường. Anh ơi, qua đây là Thanh. Giơ cao 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 giùm em anh ơi. Tiếng cánh lai nhìn lời mẹ hú. Đừng đời, đừng có hiện buồn. Vì con hạnh phúc chẳng từng gian nan. Mấy gì đa, mấy gì đa. Rồi cho mấy giấy về luôn luôn luôn. Thảo thảo cho em mấy giấy luôn luôn ơi. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Hát mambo, mambo Italiano, hát mambo, mambo là người Sicilian. Nào mình cùng hòa lòng trong đêm nhạc mambo Brazilian. Hát cho em ơi Thảo. Mấy gì đa do số, mấy gì đa hai gì đa cánh hai gì đa, hai gì đa cánh hai gì đa. Tiếng trống mê lên tiếng trống đồng ngọc lũ, ai chê phụ nữ không đủ mà chỉ tài. Chở tóc là xem có bà mà chứng nữ, có bà mà chứng dương. Lên ngựa cầm gương đuổi ta, quân tô đậm huyết thành mà bệ đơn 29. 29 số đầu tiên. 29, 29, 29. Mấy gì đây, mấy gì đây, năm gì đây. Con gái nó có là con, con gái nó không là có. Con gái nói một là hai, bà cầu cầu bà nói hai là một. 51, 51, 51, 51. Cái 51 số gì đây, số gì ra. Số gì đây, cái số gì đây, số gì ra. Cái số gì đây, số gì ra. Cái nhà anh dột, cái cột mà anh siêu. Nước cỡ thịt nhiều, chữa sang mà hào tôn. Còn 14, còn 14, cái còn 14, còn 14. Còn 14, còn 14, còn 14, còn 14, còn 14. Tôi đã con mây. Số gì đây, có con kiến vàng bọt ngang mà bóng đi. Thấy tóc em dài giải tí mà anh thương. Yeah, anh thương mái tóc cái gì toàn. Anh thương hai cục cái bò con trên đầu. Thương em mặc cái áo ngắn ngủn. Thương em mặc áo ngắn ngủn có mang đôi giày tiếp cô. 31 vô, 31, 31 là 31. 31, 31, 31, 31. Cái là hai chị dây hai chị ra. Cái là hai chị dây hai chị ra. Hai chị ra em vừa bắt tiêu luôn. Bắt kim thang, cả làng đi chợ là. Còn qua kèo, là kèo qua cầu. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Còn muốn gì đây, muốn gì đa, muốn gì đây, muốn gì đa. Nhớ khi xưa là nhau. Chung một đường mình nói chuyện tào lao. 46, 46, 46, 46. Là tập vé chưa hơn. Dọn số tiếp. Cái dọn số tiếp số gì là số gì đây. Số gì là con số gì. Cố sư phụ ngủ con ơi. Sư phụ ơi, bữa nay con bận vé sư phụ ơi. Đỏ thấp con bỏ hai cái dưa xuống đi ngủ con. Sư phụ, yêu quái kìa con. Yêu quái. Bắt đầu quýnh ra ngọt thơm. Và bây giờ chúng ta sẽ được gặp lại nhau cùng với Ngộ Công đại chiến Bạch Cốt Tinh Hương Quả Lỗ Mèo con. Hey. Ngộ Công đây hãy lý anh mà tay cầm phương dắt ngựa nhẹ ngóng trời cao trong chùa lòng lo lắng một không. Và thế là Bạch Cốt Tinh đã bị hạ gục một lần cả. Bạch Cốt Tinh xuống câu bảy của Ngộ Công. Còn số 7, con số 7 của Ngộ Công dò câu tiếp con số 7. Con số 7, con số 7 số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây. Chiều hương hương ý chiều hương, số thương nàng lệ rơi chưa chán.
bao ánh chiều buồn, xin khắc cho ngày có vài. Ta xa đến hôm nay, rồi ngày sau những lúc thương thương. Hứa cùng lấy chiều buồn, người yêu ơi ơi, những tâm đã chờ nhau. 26, 26 còn 26. 26, 26, 26 số gì đã hai gì đây? Hai gì đã bao ước mơ giờ này đã về theo quý ta. Hồi cánh cùng mình sẽ chiếm trọn cầu ương hoa. Thì chẳng xa quyền thì tứ tâm tay 22. 22, 22, 22, 22 của 22. 22 của 22 tôi đã có mây. Tôi đây hoa cao cùng trắng sân nhà em mà hương cao ngàn ngát quanh vườn trầu là phong xanh tươi màu từng ai đừng đổi lá đàn cam. 28 28 28 28 28 28 có 28 số gì đây? Số gì đây? Số gì là số gì là số gì là số gì đây? Chưa nhớ được má. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Em ngã xuống như bao chàng mà dũng sĩ. Cuối cùng cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em vẫn nát cái bảo tàng. Suốt mấy ngàn đời em mới là con bóng cái Việt Nam. Còn 18, còn 18, còn 18. Vâng, vâng, số 18 và có chuyên nhân được giải do bà cô chú chị mình khoan vội bỏ cái vé. Và tránh cái tình trạng dò số lượng, chúng ta có thể dò số lại như quý vị nha. Rồi, và chúc mừng chị ba mình luôn nè. Rồi, em mời chị bước lên sân khấu ạ. Rồi, và chính em phục vụ cho quý vị mình nhập lời tiếp theo là vé bằng như cũ là 10.000 đồng nha quý vị. Và là bây giờ tối đêm nay quý vị mình ơi, tối đêm nay có hai dòng lời đặc biệt. Mua 1 tặng 1 là 20.000 đồng, quý vị có thể may mắn chọn cho qua đó là một chiếc điện thoại Samsung A20. Đó quý vị mình vội vàng về sớm nha. Và những tấm vé cũ mà quý vị mình dò mà không trúng, quý vị đừng vội dục. Quý vị có thể là giữ lại đề tên, số điện thoại, danh tính chẳng hạn như BD lộ, đề BD lộ, bóng kính, đề bóng kính và OBD môi, đề OBD môi nha. Chút xíu nữa bên trên chúng em bỏ vào lọc cầu, quay lên, bóc thăm, trúng thưởng. Và bây giờ chúc mừng hai người đẹp bước lên đây. Bước lên đây đẹp má. Bánh bèo, đoạt giải. Dòng lợi 6, 7, 8. Đúng dòng lợi. Chúc mừng người đẹp. Số mấy giờ cưng? 18. 18. Trời ơi, bà công nhận cái tờ vé này, bà này phải gặp tan nát. Ông nào về với bà chắc tan nát chị bà quá. 18 giờ mới đi qua. Có 1. Con vịt 31. Có 2. Con chó đen 16. 16 rồi mà. Ủa mình nó lộn 46. Có 3. Gà nước 51. Có đủ. 51, 46, 31, 18. Chúc mừng em. Chủ nhân thứ hai. Làm được không đó? 1450 đúng dòng lời. 18 giờ mới điểm qua. Có 1. 31. Có 2. 46. Có 3. Và con số cuối cùng là con số 51. Có đủ. Và dòng lời này có hai chủ nhân độc giải. Tặng phẩm là kim trùng cư đơn nha quý vị. Rồi mỗi người có thể chọn một con gấu ha. Đó, nếu mà người nào bóc banh bự ở con số lớn thì chọn con gấu lớn nha. Còn bóc con số nhỏ thì chọn con bóng. Rồi ai hên quá, chúc mừng em chọn được con bóng, chọn đi. Lấy không? Lấy con nào? Lấy con liễu nè. Trời, bà hỏi lấy con nào nữa? Lấy tôi nè má. Chúc mừng em. Và dòng đây chiều qua không còn giá trị nữa. Bên trên chúng em phục vụ dòng lời tiếp theo là vé vẫn như cũ là 10.000 đồng luôn quý vị. Rồi, bắn bên trái lên nữa, bên phải lên. Và bây giờ Thanh Thanh bắn bên đồng thời của chú Chim mình vừa mới tới mà chưa có những cái chén ngồi. Quý vị ơi, trước mặt của Thanh Thanh ngay sân khấu thẳng luôn. Quý vị có thể chọn cho mình một chiếc chén ngồi. Đặt cái chiếc ngồi từ mặt đầu đến cái mặt cuối, ngồi thoải mái. Để quý vị mình xem cho mặt đường từ mặt đầu đến mặt cuối thì càng dễ khuyên thì càng hấp dẫn hơn. Còn bây giờ đi không để sân khấu đánh đồng, trên mặt đồng thời quý vị mình sẽ trở lại nghe qua cái lá của Thanh Đồng, cái nhà ké cùng cường. Sao vậy? Ừ, rồi bây giờ các anh chị ủng hộ cho bộ phim chúng em à, ngày hôm nay là chủ đề audition. Chút xíu nữa quý vị sẽ được xem qua những tiết mục rất là hay. À, hay lắm không? Hay thiệt không? Hay vậy? Hay đi. Được, rồi, rất là hay cho khán giả nha. Một cường bây giờ nó láo. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số dập lời này. Kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn luôn. Nào có nhu cầu mua vé giơ tay giùm em à.
quê em mảnh đất Củ Chi, năm lên 8 tuổi cha đi mà vưng điền, nhà nghèo túng không tiền mà đóng thuế, mẹ đem em gá thuế cho nhà giàu, sớm chiều cắt cỏ mà chăn trâu, ngày qua tháng lại giặt dầu mà nắng mưa, rồi một sớm tinh sương mà xem đánh, cha bị tinh trận đánh tay bình tây, mẹ thì bị bắt lũ đài, đài ra cô nào tháng ngày mà biết tâm còn cô nằm, còn cô nằm gặp nhà chiêu. Con số năm mấy gì đây, mấy gì đây, ba gì đây, ba gì đây, tây vi đại thánh đánh với hồng hài, bắt giới ngồi ngoài vừa ăn mà vừa ngố. 34 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
gì ra, số gì ra, số gì đây. Gió đưa củ chuối cái sao hè, giỡn chơi chút xíu ai nhè mà mang thai. 32, 32, 32, 32, 32, 32. Còn mày gì đi mày gì ra, ô nghĩa ai như cô thông cô bắt năm mà sao mới về. Giang người ơi sao xinh quá, trông giống như các cô làng ta mới. Ngày nào tung tăng nhảy tìm mình, ngày nào tung tăng nhảy tìm mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. 40 quyên, quyên 40, con 40, con 40 số. Kỳ đi mấy, kỳ đi mấy, kỳ đi hai, kỳ đi. Nghe nhau nhìn nhau, nghe nhau nhìn nhau, nghe nhau nhìn nhau. Mất tương lệ chào từ đây xa cách, không còn ta trông thấy nhau. Từ giá cung phần, em đi chung xa nở lại nơi này giá khi em lên đường. Ôi ta xanh ông tài giá chi, cho đôi mình vẫn đi. Anh đi về nơi đâu, em đi qua gió mưa, ta xa vì ai. 22, 22, 22, 22, 22, có đã có mấy số gì đây, số gì đây. Văn hương đầu cao độ hoài cao mà mẹ cha không ngó xưa. Đi chỗ không có một vàng bông, không muốn hai bông nào. Hai bông mỹ em chồng à, anh đem luộc đầu một con số bốn. Con số tư là con số tư. Còn số bốn, còn số tư, còn số bốn, còn số tư. Còn năm gì đi, năm gì ra, năm gì đi, năm gì ra, năm gì đi, năm gì ra. Do từ từ, do từ từ đừng có nhốn nháo. 56, 56, 56, 56, cái 56 xuống gì ra, xuống gì đây. Xuống gì ra, xuống gì đây. Thôi thôi đàn ơi, thôi thôi đàn ơi. Đấy thôi gì thôi, đấy thôi gì thôi. Mấy gì đây, mấy gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Loto loto một vé loto, loto loto hai vé loto, loto loto ba vé loto, loto loto nguyên một bàn loto. 31 đô 31, 31 31 số gì đây, số gì ra, số gì ra. Mình đứng nó nhảy giống như mà chuẩn bị chơi game á, xong rồi lấy con hoạt hình nó vậy nè. Sao? Hả? Má cái bì bao đường lên cứ bỏ mấy cái chuyện được hả? Là cái cuối là phí nhiệt đúng không? Phí nhiệt là gì đó? Cái đầu á. Anh ơi! Là chồng cái đầu xuống đưa chân trời quay đi quay á. Ừ đúng rồi đấy chị! Làm đi em ơi chị! Con nói là mình phải làm đẹp. Quá làm rồi! Thì em nói đẹp.
Rồi này chị không có làm gì. Cảm xuống mày. Phí liệt là chồng cái đầu xuống chị. Rồi nói làm luôn, bây giờ mình chơi luôn hả? Đúng rồi, làm nè. Chị có biết 8.000 khán giả người ta yêu cầu kìa. Nghe nè, là nhà con. Thôi cái này mở xa nó văng đó. Không, khó quá bỏ đi chị. Thôi, thuộc quá. Chị chồng vô lại chị. Làm luôn. Mày quá mở là nó không có chạy xuống trước, mà chạm đầu chị chết. Không có chạm đầu. Bây giờ chị nói em nghe nè. BD nè, 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 BD nói là phải làm. Đưa cho ta lắc hít hớp. Ờ, con này chơi game dữ lắm đó. Người đó là chơi đúng game ao, em chỉ đó là vô. Chị ơi, audition là bắt đầu vô là ta đứng ở thuộc như thế, ta nhảy 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 ha. Lấy bắt đầu trước. Bắt đầu nè. Thì ta nói bắt đầu. Mỗi người là một cái thế khác nhau. Ok. Đúng không? À. Audition ở trong kia là nó bằng cái điện tử nó khác. Và bây giờ audition phiên bản cầu cầu xin được phép. Bắt đầu. Hey, 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 em điểm này. Hey, 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 em điểm này. Hey, áp con ca cho đẹp em say. Hey, con chúc ca cho đời đi say. Lên trùng, lên trùng, lên lột đi báo. Lột lên trùng, lên trùng, lên chấm cái đầu xuống. Cái chân gì đâu? Lên trùng, lên trùng, lên trùng, lên trùng, lên trùng, lên nhịp hả? Cái chân gì đẹp? Trông nhịp vậy. Nè. Cái chân gì đâu? Quay, quay, quay gì nè. Ừ. Ừ, đó. Hãy đen ngay đen với nhau điểm này. Quay. Hãy cất tiếng. Hả? Đây nè, đây nè, đây nè. Đây, nhìn nhắm đi nè, bắt đầu. Đấy, làm theo nha. Bắt đầu. Hãy đi, 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 em điểm này. Hãy cất tiếng ca cho đời đi say. Trồng lên, trồng lên, trồng lên, trồng lên, trồng lên. Cất ngay. Làm ba bu đâu rồi, bước lên. Làm ba bu cầu cầu bước lên, lẹ bác. Lẹ, hay quá chị Kỳ ơi. Chị ơi, kéo kéo xuống cho em, sợ nó bị chéo á. Cầm, cầm. Bây giờ chị kiểu khác. Em nhạc kiểu khác. Hip hop. Hip hop lộn. Đó đúng không? Ừ. Chị làm luôn. Hai. Tắm cái đầu xuống. Ba. Ê. Chị làm cái gì? Lộn tóc giả. Lấy cái nó mở miệng vào cái lộn cái đầu của bà. Bây giờ. Anh ơi. Tao không vậy. Từ khi mà chị đội cái nó mở hiểm vô em cảm thấy chị giống mấy bà bán cà phê trên Đồng Nai. Trời ơi lúc nào cũng liệu đó. Con liệu nó sâu sắc ghê, lúc nào nó cũng cho cái khẩu trang. Đi cầu thì nghe má. Thôi, lạc đầy đây, ba nè. Vô nè. Hãy đi nay đến với nhau điểm này. Phải có tiếng ca cho đời mình say. Trộm lên, 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 trộm lên. Cho vừa lòng mày chưa quả. Giúp cho nhau đang nhìn đấy. Chị lộn á. Chị lộn, trừ 2 triệu hả? Rồi, ghi sổ, cầu cầu, trừ 2 triệu. Gãy. Cái chỗ này là cấm đẹp, đây đây, em dám ra đi được. 1, 2, 3, giờ, tốt tiếp. Ê, từ ngày hai đứa yêu nhau một bước, thật nhiều. Mẹ ơi, sao mà không đà đá đi ra? Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước, thật nhiều. Đà đá đi ra. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu à? Đà đi ra. Một bàn hai đứa tôi xin là quá xa tôi. Ta mơ một mai nhà tranh, ta mơ một phút liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tất liều tình. Còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số khét. Còn số khét, còn số chân số gì đây? Mấy gì ra, mấy gì ra. Láo, 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 láo. Tao cũng nói láo. Còn số 6, còn số 6, còn số 6, còn số 6. Còn số sao, còn số sao, còn số sao. Còn bốn gì đi, bốn gì ra. Bốn gì đi, bốn gì ra. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay. Nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng. Với em anh mãi là người thân trăm năm. 45, 45 là tấm vé cao hơn. Vâng, và con số 45 và có một chú nhân độc giải và cô chú mình khoan vào bỏ lớp bé nha. Và tránh cái tình trạng dò số lộn, dò số lại và dòng lợi này. Và anh Thanh đã thấy hai chú nhân độc giải luôn. Rồi lên đây nè anh ơi. Trời ơi, cưng quá nha. Lolita. Trời ơi, Lolita này cưng quá hà. Rồi để thằng dâu cá chốt đi cưng quá, đứng đó đi. Dòng lợi 5 con chó, 1111, đúng dòng lợi. Anh Kinh số mấy nha anh? Tuổi của chị 45. 45 vừa mới điểm qua. Có 1. 56. Có 2. Le Le 22. Có 3. Dịch nước số 9. Có đủ. Số 9, 22, 45, 56. Chúc mừng anh dễ thương nè, đứng kế bên nè. Bánh đèo đứng đó đi gái.
dòng lời 1108 đúng dòng lời. 45 dùng với điểm quê. Có 1. 56. Có 2. 31. Có 3. Số 6. Có đủ. Chúc mừng anh. Lẹ gái có đi ra thẩm mỹ không vậy? Chưa phải không? Thằng chỉ có mũi xịt lép mà nhớ ghé thẩm mỹ tôi nha. Trời. Dòng lời phía sau 1111 đúng dòng lời. 45, 56, 31, số 6 đủ. Và dòng loại này ba chủ nhân thứ tư. Anh biểu hả? Chỗ này chơi làng dữ vậy ta? Cưng quá à, mớm dễ thiêu. 1108 đúng dòng loại. 45, 56, 22, số 9 đúng dòng loại. Rồi dòng loại này là bốn chủ nhân đọc giải. Cho nên bên trong chúng em bắt đầu là bỏ banh vào lồng cầu. Quay thật là điều à, bóc banh, ai lớn nhất sẽ chọn qua những con gấu đặc biệt lớn ha. Còn ai nhỏ sẽ chọn cho qua là con gấu nhỏ. Và kèm theo đó là một phần nước uống của nhà tài trợ T-Boy. Rồi, lẹ đi em ơi. Rồi đứng đó đi anh, đứng đó đi anh. Lỡ mà anh trúng thì anh lấy em nha. 14 46 55. Rồi ba chàng trai về bánh bèo, lựa đi má. Lựa đi, lẹ đi trời. Nói chú trai làm ta dễ chưa mà. Nhớ đi nhớ ủng hộ chế nha hôm. Chuyện đó chế chị vui nha, nha. Ngay từ bây giờ xin mời tất cả quý vị có vé vòng loại này bắt đầu tập trung dọn sáng, chuẩn bị dò số. Xin chúc cho tất cả quý vị may mắn. Dạ quý vị, lúc này có quý vị nào mà kêu tụi em kéo bạc ra, nhưng mà hiện tại thì trời còn mưa nha quý vị nha, cho nên là tụi em không có kéo bạc được. Quý vị tỏ ước quý vị nha, quý vị thông cảm giùm em ha. Chút xíu nữa hết mưa sẽ kéo ra cho quý vị mát hơn. Dễ luôn đi, ai còn dễ chạy qua đây. Và anh chị nào phía sau đó, anh chị ghế phía sau còn rất là nhiều, chúng ta lại ghế lấy lên đây ngồi nè. Bên đây còn chỗ trống nhiều lắm anh chị ha. Ở phía trên sân khấu của em, bên tay trái của em còn chỗ trống rất là nhiều. Các anh chị liên hệ với quầy ghế giùm em thì lấy ghế lên đây ngồi nha quý vị ha. Sương kỳ đây, mây kỳ đây, mây kỳ đây, đằng sau vậy ta? Sương kỳ đây, mây kỳ đây, mây kỳ đây, xin mời quý khách có giấy dùng này trở lại đây. Quay, dễ đằng sau, chạy lúc xuống không quả ơi, quả ơi quả. Nhanh cái tay, gió còn đèn ra luôn. Quả còn này, quả còn chạy làm sao luôn quả? Chạy còn giá, ai giá cuối? Tim mình đã có, còn như giấc mơ trong lòng. Đây là chưa tin yêu, như bao giấc mơ chờ dần. Đời không như là mấy chuyện tình yêu vô tay, khát khao bao ân tình xưa. Giọt lệ như dòng sông và tình ta còn đây. Ba mươi tám số đầu tiên. Máy gì đây, số gì đây? Không có đồ chừng em khỏi hát bài đó nha. Chỉ có Nguyễn Trung mới vô thôi. Máy gì đây, số gì đây? Năm gì đây? Đừng nuôi gan tay nuôi lại đứng ta. Ta đã đi dọc tay lỡ mai để nối sơn hà. Mặt đất bao la, chỉ em ta về. Gặp nhau mừng như báo cát quay cuồng trời đồng. Bàn tay ta nắm nối cho một dòng Việt Nam. Năm mươi tám, 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 số gì đây? Số gì ra, số gì đây, nhưng chẳng đối cố nghe lòng. Anh ơi, là lên. Thôi gặp rồi. Lộn chuyện quá mày ơi. Mày lộn chuyện quá. Cái bà cơm rồi mới lạc con, bà cơm lên sân khấu nói thì con bé nó tin ngâm. Mà lên chưa ý gặp rồi. Nhạc đi. Tiếp đi chị. Hát bài mới nha. Số gì đây? Mới tin luôn. À, mới học luôn. Mới. Số gì đây? Số gì đây? Nhưng chẳng đôi vô. Bởi vì nghe lòng bằng khóc trắng đường. Chàng ơi lâu tường ta tha thiết yêu. Nói sao bây giờ thì vẫn cách xa. Nhưng em còn nhìn mình không sao tròn có chuyện. Mong ai trầu cao chân trên sông trường bản ăn phải đậm đạp. 28 28 28 28 28 28 28 còn gì đây mười gì cha.
sông Tả Giang có một mình đà. Gặp bạn chiêu cô là nàng lưu kim đứng. Con 19, con 19, con 10, con 19, con 19, con 19. Cái đó bà gì đà, cái đó bà gì đà. Nghe tiếng em ca trên dòng sông dài phóng. Sao? Lần 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 như vẫn mộng chưa tàn ở tận sông Hồng. Anh có biết quên em cũng có dòng sông. Em mãi ngồi trên lòng mà tha thiết. Vàng có đâu ơi, vàng có tay 37. 37, cái đó 37. 37, 37 xuống thì ra vô sức thì ra xuống thì ra. Xuống thì đây, cái khổ qua xanh là cái khổ qua đắng. Khổ qua mà mắt nắng là sao cái khổ qua đèo. Em thương anh không phải giàu nghèo. Tôi bên mà chấp tụi em là mèo chủ qua. 33, 33 cái 33. 33, 33 xuống thì đi mấy, thì đi con mấy, thì đi mấy, thì đi. Nhưng chân ai sẽ làm đôi cánh nghiêng bao tầng lỡ một dần chân mười ru tay tê về cùng nhau giữ viên câu thi nhân gian muôn đời sao đâu đành chính chia từ đây. 27, 27 con 27. 27, 27, 27, một chút chỉ nhớ nhỏ nhau. 27, mấy chị cha, mấy chị cha. Mấy chị cha, mấy chị cha. Chiếc xe mini dài mà mấy chàng hướng. Em đây ngồi trước, nhà đi mà ngồi sau. Hai trước chở nhau đi về mà tốt nó. 51, 51, 51. 51, 51, 51. Còn ba gì đi, ba gì ra. Còn ba gì đi, ba gì ra. Nghĩa mẹ tình. 35, 35, 35, 35. 35, mấy gì đây, mấy gì đây. Ba gì nữa đây, ba gì đây. Nói tình huy không. 34, 3, 3, 10, 4. Và ngay từ bây giờ 34 đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời các nhà mình khoan bôi xé tờ vé để mất quyền lợi cho chúng ta vào số đi mà chủ nhân không hợp lệ. Và dòng lợi mới với tiền vẫn là 10.000 đồng. Và khán giả ơi, những tờ lá vé mà chúng ta không may mắn đọc dài, chúng ta nhớ quay lại mặt sau tờ lá vé. Chúng ta ghi gõ họ và tên cùng với số điện thoại để vòng loại sau cùng chúng ta được bốc thăm với những tờ lá vé mà khán giả mình ủng hộ nha. Và tờ lá vé ký hiệu vòng loại đầu tiên 998 58 có 1 34 có 2 27 có 3 19 có đủ. Chủ nhân đầu tiên hợp lệ, chủ nhân thứ hai 996 hợp lệ ký hiệu 58 có 1 19 có 2 34 có 3 27 có đủ. Và trong loại này đã có hai chủ nhân may mắn nha. Theo tỷ lệ trò chơi kinh trùng tập phẩm chia đều và mỗi người nhận qua một con viên Achu và một phần nước của nhà tài trợ Kiboy. Chúng ta quay số ai lớn chúng ta nhận qua gấu lớn và nhỏ chúng ta giữ nguyên tài phẩm đang cầm trên tay. Và một hai vòng loại nữa chúng ta sẽ được bắt đầu đến với vòng loại đặc biệt nha. Anh chị ơi, ở trên này em còn một cái chỗ trống nè anh chị đó. Ai vô đây ngồi đi. Đây 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 đây, đây có chỗ trống nè, anh chị đứng ngoài đó là mất quyền, mất cái đường đi. Sao? Hết mưa hả? Rồi anh chị, ở đây em thấy còn chỗ trống nè, anh chị mình cứ việc vào trong đó ngồi giùm em nha. Đó, ở trước cái cột nè anh chị, đó. Chúng ta thấy chỗ trống, chúng ta cứ việc xích lại gần nhau, chúng ta ngồi xuống nha. Đó, để chúng ta sẽ tìm cho mình một cái chỗ thật là thoải mái để chúng ta ủng hộ vé. Cảm ơn tất cả quý vị. Một gì đây, mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây, mày gì ra. Ai chưa có vé, bảo giơ tay mày gì đây, con mày gì đây, mày gì ra. Hai gì đây, hai gì ra, hai gì đây, hai gì ra. Qua xe, chó qua chó, kim qua kim. Đời như thí kiều như con chó. 21, 21, 21 21, 21, 21. Cái đó 21, cái đó 21. Số đầu tiên 21, số gì đây? 10 gì ra, cái đó 10 gì ra, cái đó 10 gì ra. An Phú Đông quay hùng mà lịch sử. An Phú Đông gìn giữ mà biên cương. Phú Đông trung dũng kiên cường. Muôn dân đoàn kết diệt thù mà ngoại xâm. Còn 15, còn 15, còn 15, còn 15, còn 15, còn 15, còn 15. Tôi đã có mây, sụp từ đây, sụp từ đây. Tình anh qua tuổi thanh xuân chúng ta yêu chưa tròn. Trời bao tô sống to chẳng nhấp nhộn con thuyền. Nếu sông chúng ta có nhau, lời
đời thời xưa khắc ghi, cùng lìa xa chẳng thấy mình gặp nhau tối nào. 26 cái 26 26 số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, số gì đây, năm gì đây, cái năm gì ra, năm gì ra, cái tháng ngày đây trời đâu mà lạnh quá, sao em lạnh gì mà như cục nước đá, chứ lạnh này không phải lạnh ngoài da, lạnh của mấy mẹ bóng cô đơn chưa chồng, đêm nằm đang qua mà lộn lại thấy trong lòng lạnh lẽo cái làm sao, cuốn sách chiếu qua ngủ cạnh với anh à, với anh nào, với anh nào ngon ngon à? Anh đây cần hay là Nguyễn Trung hay là Hùng Cường? Anh nào? Với anh đêm này đêm sợ giữa chừng nửa đêm mà thức giấc cái nhà mà ẩm đầm, cái nhà ẩm đầm lắm. 55 55 mấy gì đây, mấy gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, nghe dễ nghe dê nghe dè mà cát sao, cứ ở hỗn hào là rau ngành mạnh, trong lòng không trắng vốn thiệt mà rau la, đất rộng bò ngang là rau muốn biển, đang đòi thầy chuyện mình bắt mà nấu canh, ăn hơi tăng tăng là rau gấp cá, có ba mà không má là rau má một bờ, thò tai sợ dơ thiệt là rau nhớt, ăn cay mà như bốn mươi lăm hỏi ba quân tác sĩ chuẩn bị sắp chặt đấy nhỉ. Dạ thưa chủ nhân, số gì đây, ra quay chân sống như cá khi chúng ngấm sầm lòng gọt đai tờ nữ xuân ly tuy mong đói đầu trừ thương tài tử sinh vô giường hái cam, ba mươi tám còn hai gì đây chúng anh đại quá thân là trai, chúng anh đại quá thân là trai, đại hình chúng dám đi là trai, đại là trai là chúng anh đại hai mươi hai chúng anh đại hồi nãy nè, hai ba mẹ 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 nha mẹ mẹ nha chúng anh đại ơi ơi bà em buồn lưới đứt chứ bà phải nhìn lên anh. Số gì đây mùa xuân này về trên quê ta, trong đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi đa lá chỗ hoa, chào mùa xuân về đến cái mọi nhà. 53 chủ nhân may mắn sau bạn có nhà mình khoan bơ xé là bé nha. Vòng loại đặc biệt đầu tiên anh chị ơi, vòng loại đặc biệt chúng ta sẽ được mua một vé tặng một vé dần qua tặng phẩm đầu tay, đó là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Có tặng vé không? Ồ, vé màu hồng luôn nha. Đây con ở đây em. Và tặng lá vé kia là 1335, con số vừa kêu. 38 có 1, 22 có 2, 45 có 3, 53 có 4. Chuẩn chất đầu tiên hợp lệ chuẩn chất thứ hai kia là 1338. 38 có 1, 45 có 2, 53 có 3, 22 có 4. Và trong loại này đã có hai chủ nhân may mắn nha. Chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị là chia đều sản phẩm bên ngoài trước, và chúng ta sẽ được quay số ai lớn nhất chúng ta sẽ nhận qua một con gấu to. Rồi em ơi, lấy số của chú Bụi. Vòng loại đặc biệt đầu tiên nha, mua một vé tặng một vé, vé tặng chúng ta giữ lại. Vòng loại cuối cùng chúng ta nhận qua là hai con gấu bông. Và đặc biệt hơn, vòng loại đặc biệt 20.000 đồng chúng ta nhận qua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20.
Và ưu tiên cho dòng loại này là chúng ta được mua 1 tặng 1, mua 2 tặng mai. Và mua càng nhiều được tặng vé càng nhiều, tương đương số lượng mà khán giả mình đã ủng hộ. Tổng cao gấp mấy chục lần là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Và kính thưa tất cả quý vị, những tài lá vé mà đầu giờ đến bây giờ chúng ta chưa may mắn đọc dài, chúng ta nhớ nha, quay lại mặt sau tài lá vé chúng ta ghi họ và tên cùng với số điện thoại để một hai vòng loại sau cùng chúng ta sẽ được nhận ra một lá vé may mắn chúng ta nhận qua tặng phẩm của đoàn là một con gấu bông thật là to. Thế bái vậy, nết này quá trời nết rồi. Rồi, ở một gái ai mà nết vô con đổng, đông đổng không? Rồi bên dưới còn một hai vé thôi, khán giả mình nhắc này ngón tay lên. Và khán giả nào chưa vé cái giờ ơi, sau lưng đây nè. Đây, ở chỗ quân hà, dân hàng T-Boy nè. Rồi một lần nữa ngay từ bây giờ, khán giả có vé rồi cũng chuẩn bị tập trung trả sáng do số tình chính chúng thì khán giả mình may mắn chuẩn bị rồi ngay từ bây giờ một chiếc vé bỏ giá là 20.000 đồng thì khán giả ơi, một dòng lỗi đặc biệt 20.000 đồng một chiếc vé, mua một vé tặng một vé. Rồi cỡ vé màu hồng, vé lớn, anh dò liền. Cỡ vé màu xanh, nó vé để chữ tặng tới cuối chương trình hẳn dò. Dò cỡ vé màu hồng, những cỡ vé đã phủ đi đi. Cái dò này, cái dò đã dò rồi đó. Đừng cút cỏ, cái dò mình chữ lại, lấy một món, hay là cây viết, ghi rõ họ và tên và số điện thoại. Để cuối chương trình bên kia chúng em sẽ gửi cái dò mình, món tiền bốc thăm chứng lượng nhằm qua đi. Đó, và cái nhà mình tranh thủ mua giùm em nha các nhà ơi. Chỉ có một dòng thôi, đáng mong là cái nhà mình ủng hộ cho bên trên chúng em nha. Đó, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 trong một cái đêm nay. Chủ nhân nào sẽ sở hữu? Rồi, cái nhà nào chưa vé? Đưa tay cao, tay ngọc. Đây, 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 anh ốc cam nè. Quả ơi, quả, anh ốc cam nè. Đằng sau quay luôn, đây, đây, đây. Anh ốc cam, đằng sau kìa. Từ từ anh ơi. Đó, rồi. Cầu ơi, ghé đây nè cầu. Anh ốc trắng nè. Đó, tranh thủ giùm em, món quà rất là có giá trị thay khán giả ơi. Tuy rằng không lớn lao nhưng mà món quà gọi là kỷ niệm khán giả. Thì tất cả những cái đẹp bên trên, ai cũng mong muốn tất cả khán giả mình đến đây được sở hữu qua những phần quà của bên trên chúng em thì là quà lưu niệm. Một chiếc vé mệnh giá 20.000 đồng cho một loại này. Và chúng ta được ưu tiên một loại này là mua một tặng một đi ơi, sau lưng. Giơ tay cao ủng hộ giùm em dòng loại đặc biệt đầu tiên lẻ lên. Sức bà tôi. Bà tôi không còn một cắt ăn sao lẻ lên quả ơi. Đây, đây đúng quà coi, giống như là mấy người, mấy đứa bất kỳ mà đang canh mà ta quơ lên. Quơ lại coi, ăn lương ta phải làm gì cần chứ. Là ừ, cái gì vậy? Quơ vòng vòng, thấy đưa ra đưa vô. Quơ lại đi. Đó. Rồi, các chị nào có chứ còn mua vé chưa? Rồi, nghe bên chị. Dòng loại đặc biệt đầu tiên và ưu tiên dòng loại này là mua một tặng một nha. Dài tà lá bé đặc biệt là nó bự hơn tà lá bé bình thường. Và chúng ta sẽ được dò số ngay từ bây giờ nhận qua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Và khán giả mình lưu ý khán giả mình một số cái nhà đứng sau. Dò tà lá bé màu hồng, giữ tà lá bé màu xanh lại. Tà lá bé màu xanh lá bé tặng cắp vào túi tặng cuối chương trình hẳn dò. Tặng giấy màu hồng mà nội. Hả? Tặng giấy màu, màu hồng, tặng giấy màu xanh. Đâu? Có màu hồng luôn hả? Thường thường là màu xanh, bữa nay đổi màu nào, em lỡ, em vua, xin lỗi cái gì, chị cầu. Còn ai mua giơ tay giùm em anh chị. Dòng loại đặc biệt. Đó, trên tay Dược Thanh Thanh còn có một chiếc cuối tay luôn. Một chiếc chót. Giơ tay lên số gì đây. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây. Chiều buồn lấy trong cuộc tay khăn thở. Có tình anh luôn mở vai xa lẻ đi quả vô luôn quả đó vô lẹ lẹ giơ tay giùm em anh ơi giơ tay lên hương quả Dịch Thanh Thanh đang còn hai vé cuối tay ai chưa mua giơ tay lên và bây giờ xin mời tất cả quý vị ai có tặng là bé dòng loại đặc biệt bắt đầu dò số và tặng phẩm là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 chiều đây số chiều đây số chiều đây mời cô bác cô bé vào cài trở lại đây trở lại đây nhẹ chiều số cho bà con ơi nằm chiều đây nằm chiều đây nằm chiều đây nằm chiều đây
xem họ cưới nhau rồi. Anh ơi, ở tận tối ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cùng tính trăm năm. 55, 55 số đầu tiên gạch gạch vô. 55 hai con số đầu tiên, 55 gạch vô. 55, 55 số gì ra, cô gì ra, cái đó bà gì đây. Ba chị ra, cái đó ba chị ra, cái đó ba chị ra. Xuân hoa hư sầu thương về quê mẹ, tết xa nhà buồn bã nhớ quê cha. 33, 33, cái đó 33. 33, 33, mấy gì đây, mấy gì đây, con mừng gì đây, mừng gì đây. Ô, ô sáng hôm nay chuyện quê hương anh, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, con mấy gì đây mấy gì ra. Con rắn không chấm bờ năm mà bảy núi, con gà không vú 19 mà mười con ha. Phải chi nhan sắc em còn mặt bài xấu xí lại đi còn giả đi 40 nguyên, nguyên 40. Con 40, con 40, con 40, con 40, đã con mấy. Sâu tiền đây, sâu tiền đây, sâu tiền đây, sâu tiền đây, sâu tiền đây. Làm thơ trai cũng cho ta cái mùa ngờ sự tình. Để dưỡng tương với ta vui nước tâm hơi muôn trình. Hôm nay ta sao cưới mặt cành chia tay đớn đau. Nhìn người yêu hạnh phúc mà tôi nghe nói đau. Dù ta cũng có yêu thương vẫn đi sâu trong lòng. Phần cô đa gái kia đôi bóng qua thông hiệp già. Tình giữ lòng thời xưa kiếm sao ta động duyên giờ đây đôi ngã. Duyên trần âm ti cách xa. Lòng nhớ nhau nhiều ta yêu quý anh. Đến khi hơi tàn xuống miền kiếm tài. Na 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 na. Con tìm đường thì đến đầu tư tài. 20 rồi chứ. Con 20. Con 20, con 20. Con 20. Con 20, con 20. Xuống gì ra, xuống gì đây. Cái nặng gì ra, nắm gì đây. Hôm nào về thăm quê. Cháu đẹp. Ngỡ lại tuổi dài nắng vui. Sao nhiều năm chẳng xa dù gì. Đi qua cô sơn, qua cánh đồng phụ dây chanh lòng. Năm mươi sáu, năm mươi sáu, năm mươi sáu số thì đây mấy thì đây. Nhưng như người bí mật chung thân cuối lao phong mang xuống tận đất tiền đài cho tròn niềm trung hậu. Giữa điểm súng la xa người coi thế lao đâm vùng mang ghế cho diêm dương vang xế tội trơn. Trần gian tự gia xuân quay âm đầy khi nghe phán quan trang trên trần bằng ở nơi gian thật ơi chưa trên chưa làm hai chúng trời ở quan nghiệp phải gây bắt ta phải gần bằng này quá khi tính dây cung phải thay rõ ràng từ chuột còn 54 54 và 54 là con số chưa có kênh. Chưa có kinh. Mà lấy chung có kinh mà lại đi mà chữa thương con quỷ. Thương con người nha. Mà lấy chung có kinh vậy đó. Mày chị ra. Mày chị ra mày chị ra. Có ai đợi chưa? Ai đợi chứ chị đợi hàng mấy. Đợi hàng mấy. Đợi hàng năm quay anh đi. Mày chị ra mày chị ra. Mày chị ra. Mày chị ra. Lê Cằn đâu rồi? Nhớ cái sống mũi Lê Cằn cười. Trời ơi, bên mình xuống da nước thiếu gì kia má. Ủa tao nói à. Ai ai mà ai ai. Ô ô ô ô ô ô. Yên tay tim. Hãy cố tim là hãy cố tim. Sao có mười quyền. Quyền sáu mươi. Có
còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 10 gì đây, 10 gì ra, 10 gì đây, 10 gì ra, nghĩa mẹ tình thân. Đây còn 15, còn 15 là tâm nghĩa trời hơn. Và bây giờ 15 dòng loại đặc biệt đã có 2-3 chủ nhân, ai đoạt giải em mời lên sân khấu à. Và để công bằng đến với tất cả quý vị thì em xin được mời một vị khán giả, chúng ta cùng nhau bước lên đây hỗ trợ kiểm tra banh và ký hiệu để tạo sự công bằng đến với tất cả toàn thể tất cả quý vị đang xem tại nơi đây nhá. Rồi em xin mời một vị khán giả, chúng ta đại diện một người và chúng ta xin em mời chị, em mời chị bước lên hỗ trợ giùm em nha. Rồi đứng xếp hàng giùm em đi chị nha. Rồi ba bước qua bên Nhã Vi nha, chị giới thiệu tên và mình ở đâu á. Rồi cảm ơn chị. Dạ em tên Duyên nè, ở quận Bình Tân nè. Chị Duyên, cảm ơn chị nha. Rồi bây giờ em bắt đầu em kiểm tra, chị nhìn hộ giùm em nha. Vòng loại đặc biệt ký hiệu là 17, xin lỗi 47. Và đúng ký hiệu, con số vừa kêu 15 có 1, 20 có 2, 40 có 3, 54 đúng. Rồi cảm ơn chị, chúc mừng em nha. Chủ nhân thứ hai ký hiệu là 29 và có trên bảng đèn 15 có 1, 54 có 2, 40 có 3, 20 đúng. Chúc mừng anh nha. Chủ nhân thứ ba ký hiệu là 48 có trên bảng đèn, xoay đi em, 54 có 1, 40 có 2, 20 có 3, 15 vừa kêu đúng. Và trong lần này chúng ta đã tìm được 3 chủ nhân, cảm ơn chị Duyên nha. Rồi tặng cho chị Duyên 2 vé, một lời sau chúng ta dò miễn phí nha. Rồi qua bên đó nhận vé giùm em. Bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu nhận trước là một con Pikachu để lấy lại vốn. Và quay số ai là người lớn nhất, chúng ta được nhận trọn vẹn một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Và bây giờ chị áo đen ơi, chị xích lại đó giùm em nha. Đó, tự tay mình bóc chua trái banh, giấu lại đừng cho những người bên đây thấy nha. Chị áo đỏ, anh áo xanh luôn. Ai là người đi không về có, ai là người lướt gió trên bầu trời tối đêm nay? Rất là hồi hộp nha. Bây giờ chúng ta tìm ra chủ nhân đầu tiên. Số mấy? Dạ. Wow, một số rất là to. Số 1. Chị gái một số to hơn nữa. Số 8. Và chúc mừng người đẹp nhỏ ký nhất 37. Cảm ơn chị nha, ủng hộ vé dọc lời mới giùm em. Rồi bây giờ chúng ta đã tìm được chủ nhân 37 là người may mắn nhận qua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Cảm ơn chị nha. Bây giờ cho Quyền hỏi là chị ở đâu, tên vì tên gì, đến đây với ai? Ừ, bắt lỗi quá. Ta đổi lại liền đó. Dạ em tên Bình ạ. Em quê ở Bạc Liêu ạ. Em đến với anh với mấy với chị ở bên kia. Cảm ơn em, đến đây ra mấy lần ủng hộ cho đoàn rồi. Dạ anh của em thì đi rồi, bữa nay em đi lần đầu ạ. Lần đầu á, ở dưới Bạc Liêu mới lên luôn. À, Bạc Liêu chỗ nào? Dạ, ở huyện Hòa Bình. Huyện Hòa Bình hả? Gần nhà chị á, chị ở Sóc Trăng. Cảm ơn em nha. Rồi chúc mừng em ủng hộ vé tiếp dòng lời mới nha. Và ngay từ bây giờ chúng ta ủng hộ vé vòng loại trở lại là 10.000 đồng. Không sao, chúng ta còn một chiếc điện thoại nữa anh chị. Một cái dòng loại nữa chúng ta sẽ được quay trở lại vòng loại đặc biệt tiếp tục.